Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với cuộc thi Phường Lên Đỉnh An Toàn Giao Thông. Kính thưa quý vị và các bạn, Phường Lên Đỉnh thực sự rất khó và an toàn giao thông cũng vậy. Vậy mà một vấn đề nhức nhối bức bối mà chẳng thể chống đối. Vâng, tại sao tai nạn giao thông lại xảy ra khủng khiếp như vậy? Đó chính là do ý thức tham gia giao thông của mỗi người. Vì thế chúng tôi tổ chức chương trình này nhằm truyền bá về an toàn giao thông. Vâng, thưa quý vị, vòng số phận đã qua đi, vòng đối đầu cũng qua hết và chúng ta cùng đến với vòng đối phó. Ở phần thi này thì các thí sinh phải sử dụng hết lưu hèn cơ đỉnh của mình để giành chiến thắng. Và chúng tôi đã rất vất vả để chọn ra 3 thí sinh xuất sắc nhất trong các phần thi để có mặt trong cuộc thi ngày hôm nay. Xin giới thiệu thí sinh đầu tiên. Vâng, chị là Môn Văn Hảo, chị đến với chúng ta từ xã Phần Lung, tỉnh Con Tum, Đắk Lắk, phía Bắc Tây Nguyên với số đo bao bằng là 90, 60, 90. Năm nay chị vừa tròn 20 tuổi. Vốn năng khiếu nhạc lý vốn có, chị đã tập luyện từ nhỏ, tích lũy khả năng. Khi 5 tuổi đã bước chân vào sự nghiệp khóc mưa. Vâng, chào chị ạ. Vâng, cho em xin chào tất cả quý vị khán giả cho có một trong buổi sáng em nay. Vâng, chị có thể cho em biết nếu thắng trong phần thi này chị có mong muốn được không ạ? Đối với em thì phần thưởng quan trọng là được bao tiền, mà em cũng được biết là em được giải nhất rồi. Và em cũng muốn là sau cuộc thi này sẽ có nhiều đại gia sẽ cứu vớt là em ạ. Nhiều ra ở đây có ai cứu vớt em này không ạ? Vâng, và ngay sau đây sẽ là phần thi năng khiếu này với chị ạ. Anh ơi, điều gì? Anh có thể cùng em biểu diễn phần năng khiếu của em được không ạ? Rồi, tôi rất sẵn lòng. Music bắt đầu. Mà biểu diễn rất tuyệt, rất đen và men lì. Và ngay sau đây sẽ là câu hỏi về an toàn giao thông dành cho bạn. Theo bạn, khi tham gia giao thông, hành vi nào là vi phạm an toàn giao thông? A. Đèo một trẻ em. B. B. Đội mũ bảo hiểm. C. Lạng lách đánh võng úp vỉa đánh lửa. D. Cả A và C. Dạ, em xin chọn đáp án A. Vâng, chị có thể giải thích câu hỏi, giải thích câu trả lời của mình ạ. Với kinh nghiệm tham gia giao thông 25 với cả 25 với cả em thấy đèo trẻ con là sai thôi ạ. Vâng, câu trả lời của chị rất chi là liên quan ạ. Xin chúc mừng chị đã được một vé đi Thái Lan chỉnh sửa nhan sắc và học ngay một lớp cấp tốc về an toàn giao thông. Đáp án của chúng tôi là C. Nhớ ủng hộ cho em với mã số 01 I love you. Vâng, đã sai thì không ai ủng hộ đúng không ạ? Và chúng ta hãy cùng chào đón thí sinh tiếp theo, mang số báo danh 02. Bạn là Salon Chu Tê Sa, bạn đến với chúng ta từ số 10 Cân Trải. Các bạn hãy cùng vỗ tay nha. Chị đã đạt 3 huy chương đồng tại cuộc thi phong tỏa vùng sâu vùng xa, vùng di dân giải tỏa. Chị bước chân vào con đường ca sĩ và nhóm nhạc yêu thích của chị là hát kịch đế. Chị đã hát cho bạn bè nghe những ca khúc sành điệu của Đông Đông. Vâng, chị đã sẵn sàng với phần thi năng khiếu của mình chưa ạ? Ok. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, vâng, một bài hát rất tuyệt. Và ngay sau đây sẽ là phần thi về an toàn giao thông dành cho bạn. Theo bạn, đèn giao thông là gì chúng ta phải dừng lại? A. Đèn đỏ. B. Đèn xanh. C. Đèn vàng. D. Cả A, B, C. Đi về. Và đáp án cuối cùng của bạn là gì? Alo. Đáp án cuối cùng của em xin chọn phương án B, đèn xanh. Chúng tôi xin chúc mừng bạn may mắn lần sau. Câu trả lời của chúng tôi là A. Một phút mặc niệm bắt đầu. Y tế, y tế, y tế. Vâng, có lẽ tôi đã quá sốc vì nhận ra đồ thể năng trí tuệ của mình. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với một tiết mục đặc sắc nhất từ trước đến nay. Chúng ta cùng chào đón thí sinh cuối cùng trong ngày hôm nay. Xuân Ban Na Đê. Vâng, chị lớn lên từ con đường chở búa, sau nhiều năm tu hành khắp giang hồ, chị đã làm mưa làm gió trên nền âm nhạc, chị trở thành thần tượng của nhiều người và nhiều nhóm nhạc. Vâng, chị đã sẵn sàng với phần thi năng khiếu của mình chưa? Ok, ready, ready, music. Không còn chú giày cao gót, em còn chú một đêm áo dài. Dùng giá giống như mắt cao bóng thêm. Và em luôn không có sắc mà làm đó hoa đang rực rỡ không sáng bằng. Nhẹ nhàng tung tay trả áo dài. Em sẽ đợi em về và ngay sau đây sẽ là phần thi về an toàn giao thông dành cho bạn. Theo bạn, xe đạp điện là loại xe gì? A. Xe thô sơ. B. Xe gắn máy. C. Xe đua. D. Xe cơ giới. Chị sẽ phải tưởng mà xe mà. Chị nghe rõ câu hỏi chưa ạ? Em nghe thấy thôi. Anh có thể đọc lại câu hỏi cho em nghe rõ không ạ? Vâng ạ. Theo bạn, xe đạp điện là loại xe gì? A. Xe thô sơ. B. Xe gắn máy. C. Xe đua. D. Xe cơ giới. Em đã phân vân giữa phương án A và phương án C ạ. Và đáp án của bạn là gì ạ? Dạ, em đã phân giữa phương án A và phương án C, em chọn phương án D ạ. Vâng. Và ngay sau đây sẽ là câu trả lời của chúng tôi. Đáp án của chúng tôi là D. Mời chị ra về ngay cho ạ. Em mời anh. Con yêu bố mẹ, con yêu gia đình. Vâng, thưa quý vị và các bạn, cứ như thế thì tình trạng tai nạn giao thông chẳng xảy ra như cơm bữa. Nếu chúng ta hãy trang bị cho mình những kiến thức sau đầy đủ về an toàn giao thông để tai nạn không còn xảy ra như hiện nay nữa, để cuộc sống tốt đẹp hơn. Vâng, để quảng bá cho chương trình và câu một chút like, chúng tôi mời đến đây một đội dancer, xin mời. Thank you.
tôi đã hiểu nụ cười của bạn. Từ bao lâu tôi đã yêu quê hương Việt Nam, những con người nên thơ và những dòng sông nước mắt. Từ trái tim xin một lời, tôi yêu Việt Nam, tôi yêu Việt Nam. Hãy cho nhau giấc mơ êm đềm trên đường đi tới tương lai, và hãy cho nhau khúc hát yêu đời, nụ cười chan chứa trên môi. Một niềm tin và khát khao, một ngày mai thật sáng tươi. Cùng hát vang lên, cùng hát vang lên bài ca. Tôi yêu Việt Nam, tôi yêu Việt Nam, tôi yêu Việt Nam.